Ngày 13 tháng 1 năm 2015, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2014-2015. Tham dự kỳ thi năm nay có 623 thí sinh xuất sắc, đại diện cho trên 4.000 học sinh của khối lớp 8 và lớp 9 tại 23 trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Nét mới trong kỳ thi năm nay là số lượng thí sinh dự thi tăng 150 học sinh so với năm học trước. Trường có số lượng thí sinh dự thi nhiều như Mậu Kỳ 2, thị trấn Đông Triều, Nguyễn Đức Cảnh, Bình Khê. Điều này khẳng định chất lượng và phong trào thi đua học tập ở các trường ngày càng sôi nổi. Ngoài 8 môn dự thi so với những năm trước, năm nay có thêm môn giáo dục công dân. Thời gian làm bài với mỗi môn thi là 150 phút. Đối với cá nhân em thì đề thi học sinh giỏi huyện năm nay là khá phù hợp với bản thân em ạ. Và số và lượng câu hỏi trong đề thi là phù hợp và có nằm trong chương trình mà thầy cô đã hỗ trợ. Em vừa hoàn thành xong bài thi và có thể nói là đề rất vừa sức với chúng em. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cho cơ sở cấp huyện diễn ra hàng năm nhằm động viên, khuyến khích thầy và trò các nhà trường phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời lựa chọn những học sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 3 tới.